Thì chúng ta thấy là các loang xoang và đường dò bẩm sinh vùng cổ nó chiếm khoảng 30% trong các cái bất thường bẩm sinh vùng cổ. Nó hình thành do sự phát triển bất thường của các cái khe và túi mang, từ khe túi mang 1 đến 4. Ở Việt Nam thì dò xoang đây phổ biến nhất, chiếm khoảng 6-70%, thường biểu hiện ở một bên, đôi khi có biểu hiện ở hai bên, thường chỉ khoảng 2 đến 10% thôi, tùy theo nghiên cứu. Và thường được phát hiện ở những trẻ dưới 10 tuổi, và điều trị với những cái loang và dò bẩm sinh này thì điều trị chính là bằng phẫu thuật. Vì chúng ta nhắc lại khái niệm vùng phôi thai và vùng mang, thì cái mục phôi thai học này chúng ta nắm qua để hiểu một chút rồi, chứ còn hiểu sâu thì chúng ta cần phải có thời gian nhiều hơn để mà đọc kỹ hơn về về loang và phôi thai học, vùng loang và khe mang. Thế thì chúng ta thấy là ở từ tuần thứ ba của thai kỳ ấy, cái lá phôi phôi người sẽ hình thành đến ba cái lá phôi là ngoại bì, nội bì và trung bì. Thì ngoại bì tức là lá phôi bên ngoài, trung bì ở giữa và nội bì thì lá phôi trong. Với mỗi cái lá phôi này nó sẽ hình thành nên các cái cấu trúc của các cái cơ quan. Ví dụ ngoại bì nó sẽ hình thành nên các cái cấu trúc bên ngoài bề mặt, như là da và các tổ chức dưới da, các cái ống thần kinh, mào thần kinh, cũng như là các cái tấm giác quan, như tấm thị giác, khứu giác vân vân. Còn cái lớp trung bì thì được tạo ra trung mô, và cái trung mô này thì là các cái cấu trúc mà như là tổ chức liên kết cơ xương, mạch máu hoặc bạch huyết, và tạo ra mầm của cơ quan sinh dục. Cái nội mô ở nội bì ấy, thì tạo ra cái ruột nguyên thủy, nó tạo ra nguồn gốc của cái biểu mô phủ của các đoạn ống của tiêu hóa, đường các biểu mô tiêu hóa như của các tuyến đường tiêu hóa như là gan, tụy và một số tuyến nước bọt, cũng như tạo ra cái nước niêm mạc của ống thanh khí quản. Thì mình hiểu lúc nào là phía ngoài là ngoại bì tạo ra các cấu trúc da, còn giữa là tạo ra các cái cấu trúc như sụn cơ xương, và bên trong là tạo ra cái lớp niêm mạc của thanh khí quản, đường ruột thanh khí quản này, rồi đường đường tiêu hóa, đường ruột và cấu trúc gan thận, cấu trúc gan và cái tụy. Thì từ tuần thứ tư đến tuần thứ tư năm sáu thì nó sẽ do các cái tế bào mào thần kinh này nó sẽ di cư tới các thành bên của ruột họng, ruột họng từ cái đoạn đầu của ruột nguyên thủy hay là lá họng phôi. Thì từ cái ở đó chúng sẽ tạo thành một cái mô gọi là ngoại trung mô. Ngoại trung mô tức là nó có nguồn gốc từ ngoại bì và trung bì. Đấy, thì cùng với cả trung mô phát triển hình thành nên phát sinh từ cái trung bì sẽ tăng sinh để tạo ra cái khối mô. Khối mô này người ta gọi là các cái cung mang. Để các bạn nhìn đây, các cái cung mang là cái khối này, khối mô này, để gọi là các cung mang thì nó có bốn cung mang, từ 1, 2, 3, 4 ở đây. Thế thì từ cung mang này do sự gập của gáy nó sẽ cùng với sự phát triển của cái cung mang này, nó sẽ ta sẽ thấy bên trong người ta gọi là các túi mang. Hay đây các bạn nhìn thấy đây, nó sẽ là tạo thành các túi mang, là do cái nội bì nó bị cuộn vào trong các cái cung mang, gọi là tạo nên các cái này, người ta gọi là túi mang. Ngoại bì nó cuộn của các cung mang này nó sẽ gập tạo ra các cái nếp gấp, các cái rãnh này thì người ta gọi là khe mang. Đấy, thì cái cấu trúc cung mang này, túi mang này và khe mang này, cái khái niệm của thời kỳ phôi thai của người. Từ các cái túi mang, khe mang này thường khi quá trình phát triển phôi thai nó sẽ bị biến mất, nhưng do mà một nguyên nhân nào đó mà nó còn tồn tại thì nó sẽ hình thành nên các cái nang giò và khe mang đầu, với cái mà người ta gọi là cái họng phôi đấy. Đấy, thì từ các cái nang túi mang này người ta sẽ thấy cái gọi là quá trình hình thành và phát triển các cái cơ quan thuộc cái cung mang. Thế thì cung mang một người ta thấy hình thành các cái cấu trúc sụn nhồm này,
cơ cắn, dây thần kinh vân vân, thì cái này các bạn có thể tìm hiểu thêm. Bạn nào muốn nắm kỹ nắm sâu thì có thể đọc theo cái bài giảng bản Word tôi sẽ gửi sau. Nhưng mình hiểu nôm na là từ khung mang này hình thành nên các cái cấu trúc của vùng tương ứng với nó. Còn các khe mang thì nó cũng sẽ tạo thành các cái cơ quan như vừa khe mang của ống tai ngoài hay khe mang xoang cổ, nó sẽ theo thứ tự sẽ khe mang 1, 2, 3, 4 và các cái cấu trúc các cái túi lang mang gồm những như là hòm nhĩ, vòi nhĩ hay cái hạch nhân khẩu cái vân vân. Thế thì cái để hiểu được cái nguồn gốc phôi tai học thì chúng ta cần phải đọc một cách sâu hơn nữa và có thời gian nhiều hơn nữa thì chúng ta sẽ hiểu kỹ hơn. Với cái phạm vi bài này thì chúng tôi sẽ hướng dẫn cho nói với các bạn một chút một vài cái khái niệm thôi, chứ còn không thể đi sâu được hết những cái này, thì các bạn sẽ đọc thêm sâu xong. Và chúng ta đi vào phần chính là cái nang nang xoang và giò bẩm sinh vùng đầu cổ. Thì chúng ta định nghĩa cái nang, tức là một cái nang dịch chứa hai đầu, tức là không có tiếp xúc với cả có đầu tiếp xúc ra ngoài, xoang tức có một đầu ống dẫn ra ngoài và phần cuối của nó là dạng nang, và đường giò thì nó có hai đầu, có đầu ngoài và đầu trong. Thì hiểu nôm na là như vậy. Cái đường giò đầu tiên trong cái nang giò khe mang ở vùng cổ thì chúng ta sẽ thấy là thứ nhất là giò khe mang một. Thì giò khe mang một là sự khép không hoàn toàn của cái khe mang một, hoặc do sự phân chia bất thường của ống này dẫn đến sự tồn tại của hai ống tai. Và cái giò khe mang một này chiếm khoảng 5 đến 25% các loại giò khung mang nói chung, với cái triệu chứng xuất hiện chủ yếu ở vùng quanh tai, vùng cổ phía trên xương móng. Giò khe mang một có mối liên quan mật thiết với cả các cấu trúc vùng vùng này như là tuyến mang tai, có thể tuyến mang tai hoặc dây thần kinh. Thì chúng cái đường giò nó có thể đi sâu đi nông hoặc đi giữa các nhánh của dây thần kinh. Giò khe mang một thì có thể tồn tại dưới dạng nang hoặc xoang hoặc là đường giò nằm ở giữa ống tai ngoài và vùng góc hàm. Chúng ta sẽ thấy ống tai ngoài đây và vùng góc hàm là vùng đây. Như các bạn nhìn thấy hình này chúng ta sẽ thấy có một đường giò ra ngoài, một đường giò trong ống tai, đây là đường giò. Đây cũng thế, nhưng bên này mình không thấy, đây là xoang khe mang. Và cái đường đi của đường giò khe mang một thì thường liên quan với ống tai ngoài, tuyến mang tai và dây thần kinh số 7. Theo Quốc thì người ta chia làm hai tiếp giò khe mang một dựa vào các đặc điểm như sau. Đặc điểm về nguồn gốc thì tiếp một thì giò khe mang một nó có nguồn gốc ngoại bì, còn với tiếp hai vừa có ngoại bì và trung nguồn gốc ngoại bì và trung bì. Về mô học thì trong giò khe mang chủ yếu là biểu bì tiếp một, còn với tiếp hai thì có cả biểu bì và sụn và các cái thành phần phụ thuộc vào da. Cái lâm sàng thì nang và giò nằm tiếp một đấy thì thường nằm ở quanh tai hoặc hay gặp nhất là vùng sau tùy sau tùy sau của dái tai. Với tiếp hai thì nang này có thể có nang hoặc nỗ giò nằm ở phần cao của vùng cổ sau phía sau của ngành lên xương hàm trên. Chưa, mình sẽ thấy có một cái tam giác gọi tam giác Ponce, thì người ta dựa vào cái mốc là xương móng ở đây, xương móng đi ra ngang sau, phía sau này là cứng là trũng, cái cạnh trên của nó là ở dưới xương hàm, thì tạo ra một tam giác Ponce và người ta sẽ thấy cái nang và giò của cái khe mang một tiếp hai thường nằm ở trong cái tam giác này. Với cái tiếp một thì thường không có lỗ giò ở ống tai ngoài, còn tiếp hai thì có thể thấy lỗ giò ở ống tai ngoài, thường là có lỗ giò. Tiếp một giò khe mang một thì nó thường là cả tiếp một tiếp hai đều có liên quan với cả tuyến mang tai. Với dây 7 thì tiếp một của giò khe mang một nó thường đi nông hơn dây 7, nhưng tiếp hai thì nó có thể đi nông đi sâu hoặc đi giữa các nhánh của dây 7. Trên hình này các bạn sẽ thấy đây là hình ảnh của tiếp 2 và đây là hình ảnh của tiếp 1.
tiếp một là đấy, nó đi song song với ống tai ngoài và không có lỗ cơ giò ở ống tai ngoài và đi thường nông hơn so với cây thần kinh số 7 đây. Và thứ hai thì nó sẽ có lỗ giò đổ vào ống tai ngoài, thường hay cái lỗ giò này nằm ở giữa phần phần ống tai sụn và ống tai xương ở sàn, giữa phần sàn của ống tai, và thường nó sẽ đi liên quan với dây 7, có thể nằm đông hoặc sâu hoặc giữa các nhánh của dây 7 đi vào trong vùng tuyến mang tai. Và lâm sàng biểu hiện thì gì? Triệu chứng toàn thân thì bệnh nhân có thể sốt, có thể mệt mỏi, gầy sút các thứ, đặc biệt là trẻ nhỏ. Thì tại chỗ chúng ta sẽ thấy là cái khối xương vùng ống vùng vùng với đặc điểm là vùng vùng mang tai góc hàm ấy, thì với đặc điểm bệnh là nó tái đi tái lại nhiều lần, phát hiện xuất hiện dưới dạng lan sưng đau tái phát nhiều lần, hoặc những cái đường giò lỗ giò có mủ chảy ra. Khi chúng ta dùng kháng sinh hoặc chích dạch một thời gian trẻ lại bị tái phát trở lại. Thế thì khi khám chúng ta sẽ thấy ở trong ống tai một số, đặc biệt với tiếp hai có thể phát hiện thấy có chảy mủ, có lỗ giò sàn ống tai, phần giữa ống tai sụn và ống tai xương, ở vùng quanh tai thấy khối xương, hoặc có thể thấy đường giò tuyến mang tai có thể xương đi xương lại tái phát nhiều lần. Một số trường hợp cái đường giò nó liên quan với dây 7, có thể biểu do quá trình sưng nóng đỏ đau, nó có thể làm ảnh hưởng đến dây 7 gây ra liệt mặt. Một số giò khe mang một có thể phối hợp với các cái dị tật bẩm sinh khác, ví dụ như trong hội chứng bilirubin thì người ta thấy có tình hiện tượng tiểu sản xương hàm rồi dị tật vành tai thứ vân vân. Chẩn đoán hình ảnh thì sẽ giúp cho định hướng hơn, đánh giá vị trí tổn thương trong giò khe mang một, nhưng ít có vai trò để chẩn đoán xác định. Với những cái tổn thương mà có cái đường giò ra ngoài, chúng ta có thể tiến hành chụp X quang với tiêm thuốc vào đường giò bằng các tiêm thuốc cản quang vào đường giò để chúng ta đánh giá xem cái đường đi của cái giò khe mang nó đi như thế nào. Chụp CT cũng như chụp cộng hưởng từ sẽ giúp đánh giá thêm vị trí của khối nang, mối tương quan với cả tuyến mang tai, vùng mối tương quan với vùng góc hàm, và thường trên phim những cái nang giò khe mang nó biểu hiện như là một nang có vỏ rõ, có tỷ trọng tương đối đồng nhất, đây là nằm ở vùng góc hàm, nằm trong cái vùng tam giác con C. Về điều trị thì phẫu thuật lấy toàn bộ đường giò, có thể cắt kết hợp trong trường hợp kết hợp cắt một, có thể cắt hoặc không cắt tuyến mang tai tùy theo đường đi của đường giò. Nhưng trong cái phẫu thuật chúng ta cần phải chú ý bảo tồn dây 7. Thường phẫu thuật với giò khe mang một bao giờ, đặc biệt là với tiếp hai, nó thường liên quan mật thiết với dây 7, chúng ta cần phải bộc lộ bảo tồn cái dây thần kinh 7 trước khi chúng ta lấy hết đường giò. Trước khi khi mà chúng ta cắt đường giò mà với đường giò tiếp hai mà có lỗ đục vào ống tai ngoài, chúng ta cũng cần phải đóng lại ống cái phần ống tai ngoài ở chỗ sàn ống tai. Một số cái biến chứng có thể gặp trong sau phẫu thuật của giò khe mang một như là chảy máu, nhiễm trùng, liệt mặt hay là những cái tái phát. Do vậy mà thường giò khe mang một là một cái phẫu thuật khó trong tai mũi họng, cần đòi hỏi phẫu thuật viên phải có kinh nghiệm, có khả năng phẫu tích tốt khi mà chúng ta tiến hành lấy đường giò cho bệnh nhân. Ra đến một cái tổn thương hay gặp ở trẻ nhỏ thứ hai ấy là cái đường giò khe mang hai hay giò từ dưới amidan ấy. Nó hình thành do các cái bất thường trong quá trình phát triển của khe và túi túi mang hai. Ở Việt Nam thì nó đứng khoảng chiếm khoảng 10% các bất thường của khe và túi mang. Thế thì nó chiếm khoảng 10% tùy theo nghiên cứu thôi. Nếu như trên các nước châu Âu, Âu Mỹ thì người ta thấy rằng giò khe mang hai này là cái tổn thương hay gặp nhiều hơn cả so với cả giò khe mang một và giò xoang lê. Thế thì biểu hiện chủ yếu là một bên, hai bên cũng có thể gặp nhưng mà tỷ lệ thấp.
và thường hay gặp ở dạng nang, chiếm khoảng 80% là dạng nang, còn dạng xoang và đường giò chỉ chiếm khoảng 20% thôi. Phương pháp điều trị của giò kem mang hai là cũng là bằng phẫu thuật lấy toàn bộ đường giò và nang. Thế thì đây các bạn có thể nhìn thấy đây trên hình này là một cái lỗ giò, nó nằm ở bờ trước của cơ đoàn trũng. Đấy, đây là một cái dạng khối nang ở vùng góc hàm dưới xương móng ở bờ trước trong cơ đoàn trũng. Thế thì đây các bạn tưởng tượng theo quá trình cái đường lỗ giò phía trên là cực chứa amidan, đây trên đường đi của nang và giò kem mang nó sẽ đi xuống dưới theo bờ trước cơ đoàn trũng bất kỳ vị trí nào trên cái con trên đường này của nó. Giò kem mang hai thì nó được hình thành bất kỳ trên vị trí nào trên đường đi của giò kem mang hai. Như vậy theo Benny thì người ta chia giò kem mang hai ra làm 4 típ. Các bạn nhìn hình ảnh bên cạnh này thì típ thứ nhất là người ta thấy rằng cái nang này nó nằm ở ngoài so với bó mạch cảnh. Đấy, không liên quan gì bó mạch cảnh. Thứ hai là nó bắt đầu có liên quan đến bó mạch cảnh và nó nằm ở sát với cả tĩnh mạch cảnh đây. Thứ ba thì nó có thể nằm liên quan đến bó mạch cảnh và thường nằm ở chỗ chia đôi của động mạch cảnh trung thành động mạch cảnh trong và cảnh ngoài đây. Và thứ bốn là nó nằm ở bên trong so với bó mạch cảnh và ngay sát thành bên ngoài. Trong đó thì người ta thấy rằng cái tiếp hai này là khá phổ biến này, nó nằm ở mặt trong của cơ đoàn trũng đây, mặt trong cơ đoàn trũng mà liên quan với cả bó mạch cảnh, chủ yếu là tĩnh mạch cảnh phía ngoài. Về đặc điểm lâm sàng thì cái nang kem mang hai thường biểu hiện là một khối nằm di động và khi mình khám có thể di động được, ấn không đau, nằm dọc theo bờ trước của cơ đoàn trũng của vùng cổ bên. Nang có thể xuất hiện ở bất kỳ cái vị trí nào trên dọc theo với đường nối từ hố amidan ở phía trong họng cho đến cái vùng trên trên đòn ở vùng cổ. Giò kem mang hai thì đôi khi nó biểu hiện là một cái lỗ giò và nó thường xuất hiện ngay sau khi sinh ở vùng cổ, ngay ở cổ bên thấp, ấn vào đôi khi sẽ có ít dịch chảy ra. Khi chúng ta sờ thì đôi khi có thể sờ thấy cả đường giò nằm ngay dưới da. Cái lỗ giò bên ngoài thường là một cái chấm lõm nhỏ có bờ rõ và nằm dọc theo cái bờ trước cơ đoàn trũng. Lỗ giò bên trong ở amidan ấy thì chúng ta thường hiếm khi phát hiện thấy và thường nằm ở trong hố của amidan. Nhưng mà khi thăm khám cũng cần phải kiểm tra xem hố amidan ở phần cực dưới liệu có lỗ giò trong không. Tuy nhiên cái trường hợp gặp cái lỗ giò thì hố amidan cũng là hiếm gặp. Do những cái đợt viêm cấp thì có thể xuất hiện sưng tấy vùng cổ bên, vùng máng cảnh thấp vào. Có thể đôi khi nó hình thành các ổ áp xe mỡ mủ. Về chẩn đoán hình ảnh, chúng ta có thể chụp cái đường giò khi mà chúng ta thấy vùng cổ dọc theo bờ trước tôi cũng có cái lỗ giò rõ thì chúng ta sẽ tiến hành tiêm thuốc cản quang vào đấy và chúng ta chụp X quang với cái tiêm thuốc cản quang sẽ xác định được đường giò và cái hướng đi của đường giò. Siêu âm cũng như cộng hưởng từ hay CT sẽ cho thấy một khối có vỏ rõ nằm ở mặt trong tứ đoàn trũng, dọc theo vị trí có thể nằm ở dọc theo từ hố amidan cho đến vùng lần hổ thấp. Khối này thường là tỉ trọng tương đối đồng nhất dạng dịch. Và điều trị thì điều trị với nang dọc theo mang hai, người ta sẽ điều trị bằng phẫu thuật lấy bỏ đường giò. Lấy bỏ đường giò từ cái vị trí lỗ giò hay từ vị trí nang ấy, đi lên trên đến chỗ vị trí bờ dưới của bụng sau cơ hai bụng, tức là nó tương đương với cả cả cái vùng cực dưới của amidan ấy. Thì
trong trong cái khi chúng ta đi lên đến cao ở vị trí và dưới bụng sau cơ bụng, chúng ta sẽ tiến hành buộc buộc cắt đường giò, tiến hành lấy toàn bộ khối nang và đường giò. Có một số người tác giả thì thấy cái giò khoe mang hai mà tiếp 4 thì nó nằm ở phía trong của cơ bó mạch cảnh và sát ở thành bên họng, thì đôi khi người ta có thể tiến hành phẫu thuật theo đường miệng, tức là đường mà đi đường trong miệng ở đấy. Một số người thì có thể đưa ra quan điểm gây sơ hóa đường giò bằng hóa chất. Hiện tại thì phương pháp này thì ít ít áp dụng. Khi phẫu thuật thì người ta thường làm hai hai cái đường rạch, một cái đường rạch là với đường giò ấy, người ta sẽ làm một cái đường rạch tương đương với vị trí của lỗ giò, và đường rạch thứ hai ở phía trên, do cái quá trình bóc tách lên trên nó khá là sâu và xa nên người ta sẽ rạch đường thêm một đường thứ hai tương ứng phần 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 ngang với cả chỗ từ đường nối từ xương móng ra ngoài tương ứng phần bụng sau cơ hai bụng. Một số các cái biến chứng thì cũng như các phẫu thuật đầu cổ thì các biến chứng như chảy máu, nhiễm trùng hay là tái phát có thể xảy ra, đặc biệt với cái vùng này mình can thiệp thì có thể có tổn thương về mặt thần kinh như dây thần kinh số 12 nó vắt chéo ngang trên đường đi của đường giò, hay dây thần kinh số 11 ở vùng liên quan với cả cái chỗ dây 11 nó bắt chéo tĩnh mạch cảnh. Và một tổn thương thứ ba nữa chúng ta học hôm nay là giò xoang đê. Thì giò xoang đê là được hình thành do sự phát triển bất thường của các túi mang 3 và túi mang 4. Ở Việt Nam thì và các nước châu Á thì cái giò xoang đê lại tương đối là phổ biến, chiếm khoảng 70%, nhưng mà ngược lại ở các nước châu Âu Mỹ thì cái giò xoang đê chỉ chiếm có khoảng 5% thôi. Và người ta thấy rằng 90% cái giò xoang đê là nằm ở bên trái. Về tổng quan thì điều trị chủ yếu là bằng phẫu thuật lấy đường giò, nang và đường giò. Tuy nhiên cái đường giò xoang đê thì thường là phẫu thuật thường khó khăn và tỷ lệ tái phát cao. Gần đây thì người ta sử dụng một phương pháp khác, đó là phương pháp gây sơ hóa lỗ giò bằng nhiệt. Đây là phương pháp mà tương đối là đơn giản, dễ làm và cái tỷ lệ thành công cũng cao. Đây các bạn sẽ thấy cái đường giò xoang đê gồm gồm hai hai đường, nó đường giò khoe mang ba đấy, nó sẽ đi từ phần thành bên của xoang đê đi lên trên, có thể liên quan với dây 12 rồi bắt đầu xuất hiện ra ngoài là một cái lỗ giò. Còn đường giò khoe mang bốn là sẽ đi từ đáy của xoang đê, nó sẽ đi xuống dưới và lên trên tạo ra một cái lỗ giò ở đây. Cái đường đi của nó rất là đôi khi nó rất là khó đoán ở vùng cổ. Do vậy cái kỹ thuật mổ bóc tách theo lỗ giò lên đến đáy xoang đê hay lên đến thành bên xoang đê sẽ dễ gặp thất bại và cái tỷ lệ tái phát rất là cao. Bây giờ vì vậy mà người ta sẽ bây giờ tiến hành đốt cái lỗ giò, tức là gây sơ hóa cái lỗ giò ngay cái vị trí xuất phát của đường giò. Ví dụ đây đây mình sẽ đốt sơ hóa thì sẽ làm để điều trị cái đường giò xoang đê này. Về triệu chứng lâm sàng của giò xoang đê thì có những cái biểu hiện gì? Thì đôi khi nó có thể gặp cái lỗ giò ra ngoài này ra, nhưng mà cái tỷ lệ gặp thì thường là rất hiếm và thường xuất hiện là một cái khối khối viêm xuất hiện ở vùng cổ bên thấp, thường hay gặp bên trái. Khối viêm này nằm theo dọc và trước của cơ quan trũng ở phía bên trái này. Thường nó ngang với cái khối viêm, nó thường nằm ngang với vị trí của thùy bên phía bên của tuyến giáp, thùy giáp. Khối viêm có thể khu trú hoặc đôi khi nó lan rộng đóng bánh vùng cổ và tái phát đi tái phát lại nhiều lần. Nên, do vậy nhiều bác sĩ tái phát đi tái phát lại nhiều lần cho nhiễm trùng ấy. Do vậy nhiều bác sĩ nội tiết mà có kinh nghiệm khám phát hiện ở những trẻ nhỏ có tình trạng viêm tuyến giáp ở bên trái mà nó cứ viêm đi viêm lại thì người ta đều gửi khám chuyên khoa tai mũi họng để soi xoang đê xem liệu có đường giò hay không. Thứ hai là khi cái khối viêm đấy nó sẽ làm ảnh hưởng đến vận động của cổ, ví dụ nó làm cho đau ở vùng cổ, quay cổ bị hạn chế, đôi khi nuốt đau nuốt khó các thứ.
với trẻ nhỏ mà cái khối viêm tạo thành áp xe to có thể chèn ép vào đường thở cho trẻ bị khó thở. Nhưng khối viêm này khi mà nó to gây gây thành ổ viêm viêm tấy nó thành ổ áp xe lớn có thể gây vỡ mủ ra ngoài da. Với những trường hợp mà có thấy nỗ dọ ngoài da thì người ta cũng thấy cái nỗ dọ nó thường ở vị trí trước của bờ cứ đòn trũng ở vùng cổ thấp, chưa cái vùng thấp dưới dưới cái vùng đáy xong đây đây thì nỗ dọ nó sẽ nằm ở dưới nằm ở vùng bờ trước của cứ đòn trũng và vùng cổ thấp đấy. Thì cái lỗ này khi các bạn khám có thể ấn, có đôi khi nó có chảy dịch hoặc mủ qua cái lỗ giò, đôi khi mà các bạn sờ cũng có thể thấy đường giò nó đi đường lằn lên của cái đường giò này. Để chẩn đoán xác định nó thì người ta sẽ tiến hành khi nghĩ đến giờ xong đây người ta sẽ tiến hành soi xoang đây có thể bằng ống soi thực quản hoặc thanh quản để bộc lộ vùng xoang đây. Người ta sẽ phát hiện ra thấy nỗ giò, đôi khi có thể nó đáy xoang đây, đôi khi thành thành ngoài của xoang đây. Khi phát hiện được nỗ giò thì đây là cái tiêu chuẩn chính để chẩn đoán xác định bệnh. Chẩn đoán hình ảnh thì cũng như các đường giò khác thì người ta có thể chụp với những trường hợp mà có cái nỗ giò ra vùng cổ, người ta sẽ tiến hành tiêm thuốc cản quang vào đường giò, sau đó chụp X quang, siêu âm, chụp căn lớp vi tính thứ chỉ là hình ảnh đánh giá gián tiếp như dấu hiệu của ổ viêm vùng ngang với cả mặt trong và trước cơ đòn trũng cũng như là vùng ngang với cả tuyến giáp, đặc biệt là ở bên trái của tuyến giáp. Về điều trị giờ xoang đây thì tùy theo giai đoạn, nếu mà giai đoạn ổ viêm đang có áp xe có viêm nhiều thì người ta sẽ tiến hành điều trị bằng trích dạch áp xe dẫn lưu áp xe kết hợp với điều trị kháng sinh giảm viêm. Sau đó thì người ta sẽ tiến hành phẫu thuật lấy đường nang và đường giò. Tuy nhiên thì phẫu thuật lấy nang và đường giò bây giờ lại gần như ít áp dụng vì nó có tỷ lệ thất bại cao, chứng khoảng 15 đến 25% tùy theo nghiên cứu. Và gần đây thì người ta sẽ điều trị giò xoang đây bằng cách làm sơ hóa đầu trong của đường giò bằng hóa chất, bằng nhiệt hay bằng có thể áp dụng hóa chất như bằng nitrat bạc hoặc là làm sơ hóa bằng bằng nhiệt như giao điện hoặc là bằng laser các thứ. Thì với những phương pháp làm sơ hóa này thì người ta thấy rằng cái tỷ lệ hiệu quả điều trị rất là cao, biến chứng thì thấp mà phẫu thuật thì đơn giản. Do đó mà cái xu hướng hiện tại và tương lai là người ta sẽ tiến hành điều trị cái giò xoang đây này bằng phương pháp gây sơ hóa đầu trong của đường giò và ngày càng phổ biến. Đây các bạn sẽ nhìn thấy hình ảnh làm sơ hóa đầu trong đường giò bằng nhiệt. Ở đây chúng tôi có thể dùng giao điện đông điện đốt để các bạn nhìn thấy nỗ giò này. Đấy. Sau đó chúng tôi tiến hành đông điện để làm khép cái nỗ giò này lại. Rồi mà một cái tổn thương nang và giò bẩm sinh bẩm phụ hay gặp nữa đó là cái nang giò giáp lưỡi. Thế thì nó là do sự bất thường của cái ống giáp lưỡi. Cái nang giò giáp lưỡi thì đứng thứ hai trong các khối sưng ở vùng cổ trẻ em và chỉ sau các cái bệnh lý của bệnh lý ở lympho các thứ rồi hạ lympho rồi. Thế thì bệnh hay gặp do bệnh này là hình thành gặp ở trẻ em là do sự hình thành bất thường trong quá trình di chuyển của tuyến giáp từ cái thời kỳ bào thai tức thì cái vị trí nỗ thịt về lưỡi đi xuống cái vị trí tuyến giáp bình thường ngang khí quản 2 và 4 thì khí quản 2 4 là cái vị trí mà eo giáp nó nằm mắt ngang qua là vị trí bình thường. Thì quá trình di chuyển của tuyến giáp từ đáy lưỡi xuống đến vùng cổ nó để lại một cái gọi đường giò ống giáp lưỡi. Bệnh này thì thường hay gặp ở trẻ em mà khoảng 90% là gặp ở trẻ dưới 10 tuổi. Và điều trị thì người ta sẽ phẫu thuật lấy đường giò. Đây các bạn có thể tưởng tượng hình hình dung ra đây.
cái ống dẫm lưỡi này bắt đầu nó đi từ đây, đây là đầu lưỡi này, đây là phần phía sau ở chỗ vê lưỡi, thì các bạn sẽ thấy đây chỗ này là lỗ tỉ, nó di chuyển từ trên xuống dưới và nó bắt qua chỗ này xương móng đây, nó sẽ đi chuyển di chuyển xuống dưới và tuyến giáp nó sẽ nằm ở khí quản 2 và 2-3 ở đây. Thì trên quá trình di chuyển nó tạo thành một cái ống này gọi là ống giáp lưỡi. Bình thường ống giáp lưỡi này khi trưởng thành nó sẽ bị tiêu biến, nhưng có một lý do nào đấy mà nó vẫn còn tồn tại. Thế thì phần trên người ta sẽ chia nó làm hai phần, chỗ này xương móng và chỗ này này. Xương móng đây thì chia ra trên này trên xương móng, chỗ này gọi là dưới xương móng. Phần trên xương móng thì khởi nguồn, đấy, như tôi vừa nói từ V lưỡi này. Đấy. À, chạy xuống dưới rồi vòng qua bờ dưới để ra mặt sau xương móng, chạy ở mặt trước xương móng rồi lại vòng qua bờ dưới để ra mặt sau xương móng. Nói chung là nó đi cũng phức tạp, nên là khi phẫu thuật cái động tác để tránh cái tái phát là người ta cần phải tiến hành cắt cái thân xương móng, thì nó sẽ bao gồm phần đường giò nó đi vòng quanh cái thân xương móng ấy. Thế thì vị trí của nang giáp lưỡi dựa vào cái đường đi của ống giáp lưỡi mà người ta thấy là nó có thể gặp ở bất bất kỳ vị trí nào trên cái đường đi của nó, bắt đầu từ chỗ xuất phát ở cái lỗ tịt, sau đó đi từ cái đoạn từ lỗ tịt cho đến cái xương móng, đường hay người ta gọi đoạn trên xương móng, rồi sau từ xương móng đến phần sụn giáp, đây là phần phần dưới xương móng, và thì người ta chia làm bốn cái vị trí hay gặp nhất. Thì người ta thấy là ở vị trí của sụn giáp, mặt trước của sụn giáp này, hay màng giáp móng này, đấy, cái vị trí ở đáy lưỡi hay ở đáy lưỡi thì ít gặp hơn, chiếm khoảng 2%, cái vị trí mà trên xương móng chiếm khoảng 24%, và cái phần mà trên trên hõm mức ấy, thì trên phần trên hõm mức này chiếm khoảng 13% trên xương ức. Về đặc điểm lâm sàng của cái nang giáp lưỡi thì người ta thấy rằng cái triệu chứng cơ năng thì thường là âm thầm, nhất là khi nó không có bội nhiễm thì cái nang giáp lưỡi thường nhỏ, ít ít khi gặp cảm giác, ví dụ đôi khi nó gây cho bệnh nhân cảm giác nuốt vướng, hoặc khi khối u to thì nó có thể gây ra khó thở, và cũng có thể những cái khối nang giáp lưỡi mà thể lưỡi tức là vùng đáy lưỡi nó có thể to chèn vào phía trong đường thở gây bệnh nhân khó thở. Đôi khi cái dấu hiệu lâm sàng nữa là bệnh nhân vô tình soi gương hay người ta thấy cái khối ở vùng dưới cằm ngang với xương móng. Thế thì triệu chứng cơ thể khi khám thường là thấy có một khối mềm nhẵn hình tròn hoặc hình bầu dục nằm ở trên đường đi của cái ống giáp lưỡi, nó có thể di động dễ dàng theo bình diện ngang hay bình diện lên xuống, đặc biệt là khi bảo bệnh nhân nuốt hoặc kè lưỡi dài sẽ thấy khối này nó di chuyển theo hướng trên dưới. Lỗ giò thì trường hợp có lỗ giò ra ngoài da cũng có thể gặp, nhưng là tỷ lệ rất là thấp. Và cái lỗ giò này cũng có thể xuất tiết dịch dịch nhầy keo, đôi khi nó còn liên quan đến quá trình nhai nuốt. Và trong trường hợp mà thấy lỗ giò mình khám mình sờ có thể cái đường giò ngay dưới da, anh người ta gọi là thừng giò. Thì để chẩn đoán hình ảnh hỗ trợ thì người ta sẽ tiến hành đơn giản nhất là làm siêu âm, thì người ta sẽ thấy khối dạng nang nằm ở thường là nằm ở trên mặt trước của sụn giáp hay màng giáp móng, đôi khi thấy khối dạng nang đấy, nằm ở trên xương móng, thì người ta nghĩ đến đường giò giáp lưỡi nhiều hơn. Chụp cộng hưởng từ sẽ giúp đánh giá được vị trí cũng như là mối liên quan với cấu trúc của lưỡi, xương móng và sụn giáp. Khi mà có tiêm đối quang từ chúng ta sẽ nhìn thấy rõ được cái khối dạng nang có ngấm thuốc nhiều, bề vỏ rõ, đặc biệt là trong trường hợp mà cái khối nang giáp lưỡi mà nó xuất phát ở
kiểu vị trí của nó ở vùng lưỡi, vùng lưỡi tỳ này này, thì người ta sẽ định hướng đến một cái nang giáp lưỡi, trải lưỡi. Ngoài ra khi mà thấy khối ở ở vùng này, người ta cần phải xét nghiệm để đánh giá siêu âm để xem có tuyến giáp có ở vị trí bình thường hay không, thì xét nghiệm hormone tuyến giáp xem chức năng giáp có bình thường hay không. Trong trường hợp mà cái khối ở vùng lưỡi lưỡi tỳ tây, vùng đáy lưỡi này, thì người ta cũng sẽ phải tiến hành chụp xạ hình xem liệu đấy là cái nang của giáp lưỡi hay nó là cái tuyến giáp nó bị lạc chỗ ở đấy. Đôi khi tuyến giáp lạc chỗ mà bị chẩn đoán nhầm với nang giáp lưỡi. Chọc hút tế bào cũng sẽ giúp định hướng chẩn đoán xem cái bản chất mô bệnh tế bào học của khối nang giáp lưỡi là gì. Đấy, như tôi vừa nói, trong trường hợp mà khối nang đến mình cũng cần phải loại trừ một cái tuyến giáp lạc chỗ, thì để xác định tuyến giáp lạc chỗ mình sẽ tiến hành siêu âm xem tuyến giáp có vị trí bình thường không, đồng thời chụp cái xạ hình tuyến giáp thì sẽ thấy cái khối này nó không bắt iốt phóng xạ, mà trong nó chỉ ở tuyến giáp ở vùng cổ ở vị trí bình thường ở cổ, nó bắt iốt phóng xạ thôi. Và điều trị thì với những cái nang giáp lưỡi này khi đang có nhiễm trùng, thì người ta có thể tiến hành điều trị kháng sinh giảm viêm cho đỡ nhiễm trùng. Đôi khi cũng có thể chọc hút để giảm bớt áp lực và nuôi cấy vi khuẩn định danh. Còn việc chích hay là dẫn lưu nang giáp lưỡi thì người ta hạn chế làm để tránh gây gieo rắc những tế bào tuyến nang ống tuyến ra ngoài nang, và từ đấy em giảm cái tỷ lệ tái phát. Phẫu thuật thì người ta sẽ tiến hành phẫu thuật theo phẫu thuật xích răng cải biên. Các bạn khi phẫu thuật thì cần chú ý là mình sẽ đi theo nang và đi theo đường giữa bộc lộ nang, bóc tách theo cái đường giò lên đến mặt dưới của thân xương móng, thì mình sẽ phải tiến hành cắt thân xương móng và đi theo lên trên đến vùng lỗ thịt. Lúc đấy mình mới tiến hành khâu buộc đóng túi vùi lại, thì cái tỷ lệ tái phát do cái giò giáp lưỡi nó sẽ thấp hơn nếu như chúng ta không cắt xương móng. Các cái biến chứng cũng như các phẫu thuật khác thì mình cũng cần cộng đến vấn đề chảy máu, nhiễm trùng hay là tái phát của cái khối nang giò giáp lưỡi. Đặc biệt là với nang giáp lưỡi mà chúng ta khi phẫu thuật chúng ta không làm tốt, không cắt thân xương móng, thì tỷ lệ tái phát nó cũng khá tương đối là cao, chính khoảng 2 đến 6%. Những cái tổn thương đường thở sụn giáp, cấu trúc màng giáp, phần cấu trúc màng giáp móng như là phần đáy lưỡi, nếu chúng ta bóc tách quá có thể làm tổn thương niêm mạc ở phần đáy lưỡi và làm tổn thương giữa trong với ngoài. Một cái thể bệnh nang giáp lưỡi hiếm gặp, nó chiếm có khoảng 2% là nang giáp lưỡi thể lưỡi. Đây là cái tổn thương mà nó dễ chẩn đoán nhầm với cả u nang hố lưỡi thanh thiệt. Do vậy khi các bạn thăm khám mà chẩn đoán u nang hố lưỡi thanh thiệt thì luôn luôn trong đó cũng phải nghĩ đến xem cái này có phải là nang giáp lưỡi thể lưỡi hay không. Thế thì xem nó phải nang giáp lưỡi thể lưỡi hay không thì chúng ta dựa vào gì? Thứ nhất là cái vị trí của cái khối nang này nó nằm ở đâu, nó có nằm lệch bên hay nằm ở chính cái đường giữa hay tương ứng vị trí về nữa hay không, và nó tổn thương nó thường dưới niêm mạc đẩy nồi niêm mạc lên dạng nang, cái màu sắc nó cũng sẽ tương đối khác so với nang hố lưỡi thanh thiệt. Để phần chẩn đoán chính xác nó thì chúng ta có thể tiến hành chụp phim cộng hưởng từ với cúc cắt sagittal, chúng ta sẽ có thể thấy rằng cái nang giáp lưỡi thể lưỡi bây giờ nó cũng đi vào trong cái phần khối cơ lưỡi, chưa đi vào phần đi sâu vào cơ lưỡi để mà đi ra vùng cổ trước, đi theo cái đường ống giáp lưỡi. Phẫu thuật với nang giáp lưỡi thể lưỡi thì người ta có thể tiến hành phẫu thuật qua nội soi qua đường miệng, cắt bỏ khối nang và đốt cái hoặc sơ hóa ống giáp lưỡi, hoặc là chúng ta cũng sẽ phẫu thuật theo đường xích răng đi theo từ vùng cổ trước đi lên bộc lộ theo đường giò đi đến phần đáy lưỡi, người ta tiến hành buộc và đóng túi vùi. Đây các bạn cũng có thể nhìn thấy hình ảnh này. Đây là cái nang giáp lưỡi thể lưỡi, nó thường nằm ở vị trí đường giữa của vê lưỡi này.
và đẩy đồi lên mặt lên, nó nhìn nó rất khác về mặt và vị trí miệng đầy nang của nữ thanh kiệt, nó nằm ở phía bên phía ngoài hoặc liên quan đến xương thanh kiệt nhiều hơn và nó nằm ở trên so với niêm mạc. Một cái tổn thương gây hơn một cái tổn thương tuyến giáp là chỗ đấy nó tăng sinh mạch và khi chụp xạ hình thì nó bắt đi gốc phóng xạ ở đây rất nhiều. Còn đây phim cộng hưởng từ với nang trăm lưỡi trẻ lưỡi cho thấy đang ở đây và nó đi sâu vào phần cơ lưỡi, và khi trên cái này không có nốt cắt xây tan nếu có sẽ thấy nó có liên quan đến đường ống trăm lưỡi. Rồi, như vậy là mình đã giảng xong bài nang sang và các đường dò bẩm sinh vùng cổ. Mình trình bày ở đây chủ yếu là bốn cái đường dò mà hay gặp nhất là dò keo mang một, keo mang hai, dò xoang lê và dò giáp lưỡi. Thế thì trong bài này thì các bạn có muốn hỏi thêm gì về các cái đường dò bẩm sinh này không ạ? Em thưa thầy, em thấy thầy có chia sẻ một cái tuyến giáp lạc chỗ ở trong lưỡi ạ, thì cái đấy mình có phải xử trí không ạ? Với cái tuyến giáp lạc chỗ mà nó không gây ảnh hưởng nhiều, chủ yếu tuyến giáp lạc chỗ nó chỉ gây cho mình nốt vướng và mình xét nghiệm kiểm tra chức năng tuyến giáp vẫn trong giới hạn bình thường và trên chụp phim cũng như siêu âm không thấy có hiện tượng nhân bất thường gì vùng tuyến giáp lạc chỗ thì người ta không cần phải xử lý gì cả. Đồng thời dặn dò bệnh nhân phải theo dõi thường xuyên, tránh ăn các cái đồ ăn cứng hoặc đồ ăn nóng có thể làm tổn thương cái tuyến giáp là chỗ đấy mà là gây chảy máu cho người bệnh. Thế thì với những cái khối tuyến giáp là chỗ đấy mà nó to quá nó gây ảnh hưởng đến chức năng nốt nhiều, gây chèn ép đường thở thì lúc đấy người ta có thể sẽ phải điều trị. Thì điều trị ở đây người ta có thể tiến hành điều trị bằng iốt phóng xạ để giảm nhỏ thể tích của cái tuyến giáp là chỗ lại và vẫn giữ lại được chức năng sinh lý ở trong cái giới hạn kích thước bình thường mà cho phép mà trước bệnh nhân có thể chấp nhận được. Còn trường hợp mà cái tuyến giáp lạc chỗ đấy điều trị iốt phóng xạ không đáp ứng thì người ta mới tiến hành phẫu thuật cắt bỏ. Với cái phẫu thuật này thì tương đối là khó và dễ chảy máu, cho vậy cần phải có kỹ thuật phẫu thuật như phương tiện tốt để mà tiến hành cắt bỏ cái tuyến giáp lạc chỗ. Nhưng trước khi cắt bỏ tuyến giáp lạc chỗ chúng ta cũng cần phải đánh giá cái lợi và cái hại. Cái hại ở đây là khi mình cắt hết cái tuyến giáp lạc chỗ đấy thì nó sẽ làm ảnh hưởng đến chức năng hormone tuyến giáp, cũng như người bệnh sẽ phải uống hormone thay thế suốt đời. Và trừ khi một trường hợp nữa là những cái khối trong cái tuyến giáp lạc chỗ mà có những cái cấu trúc bất thường hoặc những nang hoặc những cái nhân mà người ta nghi ngờ ác tính thì lúc đấy mình mới phải tiến hành cắt bỏ toàn bộ cái khối tuyến giáp lạc chỗ khi mà nghi ngờ nó có ác tính hóa. Vâng, em cảm ơn thầy. Có bạn nào hỏi gì nữa không nhỉ? Thưa thầy, hai bài giảng của thầy khối lượng kiến thức rất là nhiều, thì không biết thầy có thể cho em xin bài giảng của em sẽ tìm Đó, hiểu ra được không? mình sẽ gửi cho các bạn bài giảng. Có bạn nào lớp trưởng thì mình sẽ gửi qua mail nhắn hay là gửi Thầy có thể gửi qua gửi phòng. chat cũng được ạ. Thầy mở Sao qua chat thì gửi sang đấy cũng được ạ, không cần thiết là gửi qua lớp trưởng đâu ạ. ô chat à? Được nhỉ? Ở ô chat xong thầy kéo thả cái file vào là xong ạ. Đại mình trước mình chưa quen cái này lắm. Chị Như đây thế này em ạ, sẽ gửi về như cái nào? bài giảng ấy thì có thể là bác sĩ Hữu vui lòng gửi cho chị xong rồi chị sẽ Em sẽ gửi gửi vào lại cho anh nhé. group lớp nhé. Vâng.